Xin chào mọi người đã quay lại với video tiếp theo của em. Hôm nay gia đình em sẽ thực hiện một chuyến hành trình đi bắt sò. Và video này có gì thú vị thì em mời mọi người cùng theo dõi. Chuyến đi hôm nay sẽ gồm 7 người. Chú em, bà, Thím và ông Dũng và bà Hằng. Còn 2 người nữa là chú Bình và cô Trang. Thì xíu nữa khi tới nơi thì mình sẽ được gặp. Sau khi đi được gần 2 tiếng thì gia đình em quyết định dừng xe, nghỉ ngơi tại một công viên một lát rồi thì mới đi tiếp. Sau hơn 1 tiếng chờ đợi thì bây giờ cũng đã đến nơi. Còn bên đây là chú Bình và cô Trang. Bây giờ thì đem đồ xuống và chuẩn bị di chuyển về chỗ bắt sò thôi. Từ chỗ đậu xe đi vào chỗ bắt sò thì khoảng 2 đến 3 km. Em thì bắt ở đây, còn chú em, ông Dũng và chú Bình thì bắt ở phía bên kia. Do thời tiết lạnh là chỉ có 15 độ và có quy định số lượng nên bắt được như đây thôi. Bắt được cỡ khoảng 1 tiếng thì Linh sẽ đi về và chuẩn bị mở một buổi tiệc sò cho tối nay. Bây giờ là công tác chuẩn bị rửa sò để chuẩn bị làm món ăn. Sau khi rửa sạch thì đem sò trộn sơ với nước sôi để sò được tái và dễ dàng tách vỏ. Sau khi trộn sơ qua nước sôi thì sò đã tái và bắt đầu tách sò. Do sò tự nhiên nên thịt của nó rất là nhiều. Và bây giờ là tiết mục ăn nha mọi người.